Hello, hello cả nhà, lại là Kim Nguyễn đây. Thì hôm nay Lý sẽ cập nhật giá xe mới nhất của dòng xe Radeon DIN 25 phiên bản 2023 nha. Mà video này có lẽ là một video được sự mong chờ của rất rất nhiều anh chị em luôn. Nhiều bạn comment bên dưới bảo Lý là quay một video riêng nói về Radeon 125 bản 2023 đi, hoặc là quay Radeon riêng một video để sự phân biệt và nói những ưu điểm về Radeon 125, cả mẫu cũ cũng như mẫu mới luôn ha. Thì bên cạnh đến đây là một vài em zin, mẫu zin mới về cửa hàng luôn, mới về được một tuần thôi và hiện tại là cũng đang rất là hot luôn. Anh chị em qua thì mua thì nó thực sự là khi được cải tiến lên và được nâng cấp lên với những phiên bản 2023 thì nó có rất nhiều ưu thế kể cả bên trong cũng như là bên ngoài luôn ha. Thì đối với AB, đối với Radeon 125 phiên bản 2023 thì đối với màu zin thì tại cửa hàng là có 4 màu nha. Đầu tiên là màu trắng nhám này, màu đen nhám cũng như là em màu xanh bóng đây ha. Thì để nói về sự khác biệt giữa hai phiên bản cũ và mới á, đầu tiên thì cái mà để thấy rõ rệt nhất là về mặt nạ đây. Là cái là rõ rệt nhất ha. Đối với đời 2023 thì mặt nạ nó là hoàn toàn như là màu nhám đó mọi người, không có những màu bóng như là mẫu 2022 không hay là 2021 ha. Điều là điểm thứ hai này. Về phần mâm này, mâm của những em này thì đa số là về màu nâu ha, phát thiên về màu nâu nhiều này, những em bạn mới nhất này về màu nâu nhiều. Và thứ ba đặc biệt hơn nữa là khi mọi người nhìn vô này, cái bánh của nó là không phải là về hình trụ nha, mà cái bánh của nó, cái cam của nó sẽ hình là hình cánh sen ha, hai trục song song nhau này. Bánh này là rất giống với lại Radeon 150 luôn mọi người. Và đặc điểm cuối cùng nữa, nâng cấp bên trong hơn nữa chính là về phần khóa smart key. Thì đối với những năm 2023 thì chìa khóa sử dụng bằng chìa khóa smart key ha, thì được nâng cấp đổi mới hơn và tiện lợi hơn nữa. Và đặc điểm cuối cùng là về có cổng sạc USB ở ngay chỗ phần để đồ luôn ha. Đây mọi người quan sát này, có cổng sạc USB cho vô đây luôn ha. Được nâng cấp hơn, không phải là cổng sạc trong cốp xe nữa mà là cổng sạc ngay trên chỗ để đựng đồ luôn ha. Thì đối với một em xe Radeon này hỗ trợ chỉ trước trả trước duy nhất 5 triệu nha. Chỉ cần 5 triệu và chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân hoặc là đã có thể lên hồ sơ trả góp ngay một em xe Radeon 125 phiên bản 2023 rồi. Và giá xe chỉ có 48.900 ha, 48.900 và hỗ trợ bao đậu hồ sơ thì có liên hệ cho Luyến ha. Mua xe cứ gọi điện số điện thoại hoặc là Zalo 0905 299 0642 Kim Luyến nha. Xin được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xăng xe nữa là chỉ có 46.900 thôi, hỗ trợ lãi suất bao rẻ cũng như là bao đậu hồ sơ tất cả anh chị em luôn ha. Tiếp tới là về dòng Radeon 125 bản cũ này. Trong khả năng thì khi Radeon bản 2023 ra đời thì bản cũ sẽ bị bỏ mẫu. Mà như mọi người đã biết rồi, những bản nào bỏ mẫu thì giá thành sẽ bị thổi lên rất rất là cao luôn mọi người. Như Radeon 150 vậy đó, khi giá thành thực tế chỉ có 55 triệu thôi. Nhưng mà khi mà bỏ mẫu rồi nó thổi giá lên tới 70-80 triệu đồng một em đó mọi người. Có cửa hàng nó 85 triệu đồng một em bằng một em SH luôn. Nên là tranh thủ, ví dụ như đam mê dòng xe bản cũ này, về bản cũ thì có thể liên hệ cho Luyến nên nghe một em xe trước khi giá xe lên rất là cao ha. Một em hiện tại đang được trợ giá chỉ có giá từ 45.900 đến 47.900 ngàn một em thôi ha. Đầy đủ các màu sơn này, như là màu xanh xi măng này, màu xanh này, màu trắng cam, trắng xanh, màu đỏ nhám, màu hồng, trắng, trắng hồng, rất là nhiều màu luôn ha. Đó là cửa hàng đã độ sơn độ sẵn lên để đáp ứng nhu cầu anh chị em trong những dịp lễ Tết sắp tới đây. Rinh một em xe thứ nhất là vừa túi tiền nè, giá xe cũng đang rất là hạ nhiệt luôn, vừa kiểm biển số cũng như là còn được tặng thêm 2 triệu đồng khi có liên hệ cho Kim Luyến nữa. Rất nhiều phần quà ưu đãi cho anh chị em luôn ha. Màu zin thì cửa hàng đầy đủ tất cả các màu luôn ha, đầy đủ như là màu đen nhám này, đen bóng, đỏ bóng, màu xanh nhám mông đồng cũng như là màu trắng nhám luôn, là tất cả những màu zin của Radeon 125. Mọi người cứ nhắn tin qua Zalo cho Luyến thôi, Luyến sẽ gửi cụ thể hình ảnh qua về những em xe màu zin như thế nào này, những mẫu màu sơn như thế nào ha, đầy đủ các màu sắc luôn. Cửa hàng có nhận sơn độ lên theo yêu cầu của khách hàng ha, thích sơn màu gì, độ màu gì thì cứ gửi cụ thể hình ảnh qua cho Luyến nha. Cuối cùng là dòng xe Radeon 160 phiên bản CBS cũng như là ABS luôn. Thì nay thì Luyến cảm thấy là đối với dòng xe Radeon này có vẻ như là mọi người không có ưng độ nhiều như là dòng xe 125 hồi hay là 150. Mà bởi vì thứ nhất là về cái thiết kế của nó thì trông rất là trưởng thành luôn. Thực sự thì nhựa nó to hơn này. Thực sự phong cách này thì những ai mà đam mê những dòng xe mà trưởng thành này, phân khối lớn này, dòng xe Radeon 160 này có thể so sánh được hơn là SH luôn mọi người. Tại vì thứ nhất là phân khối nó hơn này, thứ hai là nó được trang bị là thiết kế là ABS luôn ha, có cả ABS cũng như là CBS luôn. Giá xe lại vô cùng là mềm nữa, chỉ có hơn 50 triệu đồng một em thôi, hỗ trợ trả trước duy nhất là 4 triệu thôi. AB Radeon 125 thì trả trước có 3 triệu, còn Radeon 160 trả trước có 4 triệu thôi, 4 đến 5 triệu là đã có thể lên hồ sơ trả góp ngay một em xe Radeon 160 rồi ha. Đầy đủ các màu riêng như là màu đen nhám, trắng nhám,
màu đỏ nhám cũng như là màu ghi bóng hay là xám bóng, mà mọi người xám bóng. Thì một em bạn CBF hiện tại cửa hàng đang chi ở khách hàng với giá là 50.900.000 thôi nha, 50.900.000 một em CBF và 56.900.000 một em ABS thôi nha. Mua xe nhanh tay alo cho Lý để được hỗ trợ lên tới 2 triệu đồng tiền xe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.